Mừng các bạn đến với khóa lập trình Node.js và Socket IO tại trung tâm đào tạo thần kho phạm. Hiện tại bạn thấy là tôi đang chạy cái liên lạc localhost 3000 suyệt, có nghĩa là nó đang nhảy vào cái route này và nó đang trả về trainindex.html. Tôi qua thử nha. Đúng rồi, đây là nội dung của trainindex.html. Bây giờ giả dụ như tôi muốn truyền thêm tham số cho nó, ví dụ là suyệt 10 suyệt 8 suyệt, nhấn enter chẳng hạn. Đấy, tôi muốn chạy cái row này và nó phải lấy được 10 và 8 về cho tôi nha. Lấy số 10 về, lấy số 8 đem về. Đấy, thì bây giờ muốn truyền tham số cho thành địa chỉ thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn thêm một trường hợp như sau. Rồi, bây giờ tôi sẽ thêm một cái row nữa và tôi nói là thành địa chỉ của tôi sẽ là có hai cái tham số. Ví dụ như là tính tổng đi, tính tổng suyệt tham số bằng bắt đầu dấu 2 chấm nha, số 1. Tham số là 2 chấm, số 2. Ok. Thì có function request và tôi vẫn trả về trang này. Ok, chỉ vậy thôi nha. Rồi tôi ngắt server, tôi chạy lại. Và tôi kiểm tra định dạng trước nha, 10 suyệt 8 enter, xin lỗi, tính tổng đã. Tính tổng suyệt enter. Đấy, bạn thấy là công thức này đối với cái link này, tính tổng 18 nó trả về trang index. Bây giờ cái tôi đang mong muốn là làm sao mà cái trang index chúng ta có thể lấy được số 10 và số 8 đem về. Đây, cách làm như sau. Nếu cái liên chúng ta là như vậy nha, thì chúng ta gọi trang index là một chuyện, nhưng mà khoan, bây giờ này tôi không gọi nữa, mà tôi chỉ nói là tôi send cái chuỗi gì đó, thì cái này bạn học rồi đúng không? Ok, tôi send cái chuỗi là H1 xuyệt H1, kết quả. Ok, tôi chạy lại thử nha, ngắt server chạy lại, nó refresh thử. Đúng rồi, nó trả về chữ kết quả. Bây giờ tôi muốn kết quả là lấy số 10, số 8 nó cộng lại. Số 10, số 8 là do khách hàng tôi truyền vào. Ok, rồi bây giờ quan trọng đây, để bắt số 1 là gì, số 2 là gì thì bạn làm cho tôi công thức như sau. Tôi tạo một cái biến n sẽ là số 1 nha. Thì chúng ta sẽ lấy là red là request. Request là cái gì khách hàng tôi gửi lên. Thì tôi request nè, chấm params, có s nha, để tôi truy cập vào những tham số. Những cái này gọi là param nè bạn. Param, param chấm số 1. Tại sao? 2 chấm số 1 thì số 1 là biến mà, thành ra tôi gọi số 1 ra. Đấy. Ok, tôi kiểm tra nha. Nhớ đôi cộng, tôi cộng thử n cho bạn xem nhé. Rồi tôi ngắt server, tôi chạy lại. Bây giờ tôi refresh nha. Đấy, bạn thấy lấy số 10 về, thấy chưa? Ok, và bạn lưu ý là số 10 n này nè, nó là dạng chuỗi nha. Ok, thành ra là tôi ép kiểu nó cái đã, parse in, cái này chúng ta học rồi nha, ép kiểu parse in n. Tương tự tôi tạo biến m, tôi lấy cái số 2 về nha, red params số 2. Và tôi nói m là parse int của chính nó. Sau đó tôi tạo cái biến là va tổng bằng n cộng với m. Và đương nhiên cái root của H1 này sẽ là biến tổng. Ok, trở lại nhé, ngắt server, trở lại. Bây giờ tôi refresh. Đấy, nó lấy kết quả về. Thế giờ tôi nói là 10 với 30, enter. Đây, tổng là 40. Như vậy, tóm lại, cách chúng ta bắt tham số trên thành địa chỉ thì bạn làm như sau. Thứ nhất là bạn khai báo cái route, trong đó cái tên biến của bạn á, bắt đầu dấu 2 chấm nha. Thì đã là 2 chấm tên biến rồi thì chúng ta sẽ bắt nó bằng cách là red.params.tên biến. Và lưu ý một điểm nữa là khi bạn bắt giá trị tên biến trên thanh địa chỉ mà đem về, bạn get về thì kiểu dữ liệu của nó là dạng chuỗi nha. Thành ra bạn muốn cộng trừ nhân chia thì bạn nhớ parse in nó trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.